Dạ, chào cả nhà. Mình bắt đầu với mấy bạn kia đến sau ạ. Mấy tuần trước mình ngưng, lâu lâu cố gắng một tháng họp mặt một lần, chia sẻ những điều lành. Mục đích mình đến đây mình chia sẻ về thiền thì mục đích đầu tiên của mình là giúp tâm thân của mình thanh tịnh. Thiền là một cái phương pháp giúp tâm an trí sáng, giống như là mình mãi mê mình làm việc mà mình quên đi ăn uống. Khi nào mà mình buông công việc xuống thì mình mới sực nhớ là mình mệt, mình đói, mình chưa ăn. Thì thiền cũng vậy, khi mà mình ngồi thiền thì mình mới nhận ra những cái tâm lao xao của mình nó biến mất. Mình ngồi thiền mình mới nhận ra là mình có những cái tâm tánh gì nó chưa đúng, tại sao mình dễ giận dữ, tại sao dễ đau khổ phiền não. Thì thiền là một cái phương pháp. Ngồi thiền không thành Phật, ngồi thiền không thành thánh, ngồi thiền giống như là một cái phương pháp để rửa cái tâm của mình. Mỗi ngày mình tắm thì rửa thân, ăn thì nuôi thân, ngồi thiền giống như là mình thanh tẩy cho cái tâm của mình nó thanh tịnh lại. Thì khi thanh tịnh lại mình mới thấy được nhiều cái lẽ thật trong cuộc sống. Thế thì không nhất thiết phải ngồi tĩnh tọa nhắm mắt là một phương pháp thiền. Mỗi ngày anh chị về nhà mình tìm một cái góc nào đó mình ngồi, mình hít thở, mình thư giãn, mình cảm nhận một việc xảy ra trong ngày không phán xét, thì đó cũng là một cái cách để thiền. Ngồi thiền nhắm mắt hít thở trong một khoảng thời gian nào đó, đó chỉ là một phương pháp ngồi thiền thôi. Nếu mà mình không ngồi thiền nữa, trong cuộc sống của mình làm việc, ăn uống, mình sinh hoạt mà mình quên đi cái nếp sống của mình thì đó không phải là thiền nữa. Còn bây giờ mình đã có một cái tâm thái thanh tịnh, mình ứng dụng vô trong cuộc sống, từ ăn uống, giao tiếp, mọi thứ nó nhẹ nhàng. Thì để đạt đến một cái chiều sâu về cái cảm nhận, mình nên phải hiểu được cái lý thông qua đọc kinh, đọc sách, nghe giảng. Thì tất cả mình kết hợp vào với thiền thì giúp cho mình có một cái cuộc sống an nhiên. Thì thiền ở đây Khải Toàn chia sẻ là giúp cho tâm thanh tịnh trước đi. Rồi cả nhà muốn tiến lên một cái bậc nào đó thì mình tìm những cái pháp môn tu sửa tâm tánh khác nhau. Tu sửa nhà, tu sửa tâm. Mình ở đây là muốn cho tâm thân mình thanh tịnh. Cái mặt con rồng này thì hôm nay Khải Toàn sẽ trình bày, giải thích, chia sẻ 12 trang ở mặt sau. Bộ lịch ngày lành này, mượn bộ lịch ngày lành này để nói về những cái gì mà về thiền, về cái phương pháp thay đổi cái tâm tánh của mình trong cuộc sống. Thế thì nếu mà in ra một cái quyển sách thì không đủ nội dung. Thế thì mượn những cái trang này để nói về những cái lời trong thiền hoặc là Phật học. Để cái này xuống mặt dưới, mình lật lên cái trang 3 à. Dạ. Dạ, cái trang 3 có 4 cái vòng tròn: khổ, nghiệp, tu sửa và phước. Ở đây có ai có khổ không ạ? Khổ là gì? Vì sao ai cũng khổ? Khổ thân hay khổ tâm? Nói chung là có nhiều nỗi khổ. Khổ là một cái trạng thái mà mình mong muốn nó không được, hoặc là mình không chịu được. Mới sanh ra cơ thể yếu ớt cũng xem là khổ, nhưng mà càng lớn, càng biết nhiều lại càng dễ khổ. Thế thì do cái nhận biết của mình. Khổ thường là do nghiệp. Nghiệp đơn giản là hành động tạo tác, thói quen, kết quả. Ví dụ, người hay nói lời lành, hay khen người ta, hay khuyến khích người ta cũng gọi là nghiệp, nhưng mà nghiệp đó là nghiệp lành. Còn người hay chê bai, hay trách, hay so sánh cũng là nghiệp, nhưng mà là nghiệp không lành. Thì nghiệp lành hay nghiệp không lành, nó dẫn đến phước hay họa. Thì để sửa, tu sửa, đây là mình tu sửa cái nghiệp không lành. Ví dụ mình thấy cái gì nó cũng không vừa ý với mình hết, là mình biết là không phải do bên ngoài mà là do bên trong.
tại sao là người ta vừa ý mà mình không vừa ý. Ở những thành phố lớn, mình ở Sài Gòn, chiều từ 3 giờ rưỡi trở đi đến 8-9 giờ tối là kẹt xe là điều dĩ nhiên. Thì mình phải chấp nhận, mình phải thuận theo hoàn cảnh, chứ không thể nào nói mà đường xá ngập lụt kẹt xe mà mình tự khó chịu. Đó là mình tự làm phiền não của mình. Cho dù mình không sống ở đây, mình sống ở một vùng khác, mình cũng sẽ khó chịu. Tại vì mình có những cái nghiệp không tốt bên trong. Mình nhận ra, mình phải ngồi thiền, mình nhận ra mình có những gì không tốt thì mình mới tu sửa. Sửa cái nghiệp của mình, ví dụ là mình thường xuyên mình chê, mình xem lại coi là cái mong cầu, cái suy nghĩ, cái tâm tư của mình, tại sao mình nhìn cái việc đó nó không hài lòng. Tất cả những cái gì mà không hài lòng là do bên trong, không phải do bên ngoài. Mình sửa lại từ từ. Mình sửa được một thời gian thì tự nhiên mình có phước. Cái phước đầu tiên á, nếu mà mình thường xuyên không vừa lòng với mọi thứ, cái phước đầu tiên là mình được thanh tịnh. Mình không còn phải khó chịu, cao mài trước những cái việc mà mình không vừa ý trước kia nữa. Cần một thời gian. Tóm lại, phước là do nghiệp, là thói quen, tạo tác, hành động. Nếu mà trong một năm mình thường học hành những cái lời hay, ý đẹp từ những cái sách hay, thì mình tích lũy được nhiều cái nghiệp lành. Cũng nếu mà trong một năm đó mình liên tục mình chơi game, một cái game gì đó, thì có thể nó làm mình khó chịu, bực bội. Dù là ban đầu mình chơi game là để giải trí, nhưng mà hiện tại game online chưa chắc là giải trí. Nhận ra được cái nghiệp không tốt của mình sửa đổi thì phước sẽ đến. Nên có câu là nghiệp hết phước đến. Mà phước không biết dưỡng thì phước hết nghiệp cũng quay về. Dạ, mời cái trang sau ạ. Cái trang có chữ ước mơ ạ. Ước mơ của chị Tiên là gì ạ? Làm được nhiều công tác xã hội thiện nguyện. Mời Khánh nhận một bộ ạ. Ước mơ của chị Tiên là trong 5 năm tới mình hoạt động được những cái hoạt động bổ ích cho xã hội và thiện nguyện. Trước đây chị cũng đã làm được rồi, nhưng mà bây giờ mong muốn làm nhiều hơn. Vẫn làm nhưng chưa đủ là do mình so sánh á. Một chút nữa có đến cái đoạn so sánh. Mình bị chi phối. Vừa làm, mong muốn của chị là mình vừa làm việc công tác xã hội, mình vừa nuôi dưỡng những cái điều lành bên trong của mình. Khó ạ. Ai cũng có ước mơ, vì ước mơ không bị đánh thuế. Nhưng mà ước mơ mình phải thực hiện, còn mình không thực hiện thì đó cũng mãi chỉ là ước mơ. Ví dụ như là khi còn trẻ mình nói là ước mơ có bụng 6 múi nhưng mà mình không vào phòng tập gym thì làm sao có được cái cơ thể khỏe. Để thành đạt, thành công, ai cũng cần phải học. Học là một cái sự việc bắt buộc trong cuộc sống. Có nhiều phương pháp học, thì ở đây là trong cái trang này nêu lên hai vấn đề: học ngoài đời hay học về đạo. Học ngoài đời là kiến thức từ trường, từ xã hội, từ những người bạn. Học đời rất là cần thiết, ví dụ là học chuyên môn. Người làm sale, họ muốn bán hàng tốt thì họ học về kinh doanh, họ học về cách tiếp thị. Học là một sự cần thiết. Nhưng mà để bình an, để vững chãi
thì bắt buộc chúng ta nên học đạo. Tại vì khi mà học đời, khi mà thành công là ngược với thành công là thất bại. Trong cuộc sống này không có gì chắc hết, nên mọi việc có thể biến chuyển từ tốt qua xấu trong một giây. Mình có một số tài khoản lớn trong ngân hàng, nhưng mà cái số đó mình không chạm được, bỗng một chốc nào đó cái số tài khoản đó có thể là nó bị âm. Nếu mà mình học đời không mà thành công quá mức mong đợi thì đó không phải là, chưa chắc phải là phước. Một giây nào đó có thể là mình cảm thấy là đau khổ vì mình mất mát. Nên học đạo giúp cho tâm mình vững chãi, mình hiểu được vạn vật là vô thường và vô ngã. Vô thường là nó luôn chuyển biến, không có cái gì là cố định. Học đạo thông qua đọc kinh, nghe kinh, đọc sách, gặp những người thiện tri thức. Cả hai cái sự học này nó giúp cho mình cân bằng trong đời sống, làm ăn kiếm tiền, và mình dưỡng tâm, giúp tâm mình sáng. Tâm mình sáng rồi, trong gia đình, trong xã hội, mình đối đãi với người, mình mới đủ cái công phu, cái nội lực để mình điều phục, để mình thông cảm, để mình giúp đỡ những người thân xung quanh. Nên tất cả những người mà không học đạo, hoặc là có những người hoàn toàn không biết gì về kinh, không biết gì về thiền hết, nhưng mà trong tâm họ có sẵn một cái thiện căn, họ sống rất là lành, họ hiểu được lý nhân quả, đó là những người có sẵn cái căn tánh tốt. Còn bình thường của mình phải học để mình bồi bổ thêm. Ví dụ là mình biết là thiền là tốt, nói lời lành là tốt, nhưng mà học ở đây học thêm để mình chí tâm vào một cái con đường. Thế nào là làm lành, thế nào là làm ác thì mình hơi mơ hồ. Mình có đọc, mình nghe giảng kinh thì mình biết những gì mà mình làm có lợi ở tương lai là lành. Hiện tại thiệt thòi, tương lai có lợi đều là lành. Dựa vào cái ý nghĩa đó mà mọi quyết định trong cuộc sống của mình đều rất là mạnh dạn, mình quyết định không sợ sai lầm. Học được đời, học được đạo thì khi mình thành tựu á, mới gọi là thành tựu viên mãn. Mình học đạo mà mình không học đời thì mình không kiếm được tiền, mình không nuôi sống được gia đình. Còn học đời mà không học đạo thì mình dễ đau khổ phiền não. Thông thường người ta không học đạo, người ta học đời, người ta học kiến thức, thờ phụng một cách hơi qua loa. Ví dụ như là thờ thần tài thổ địa là cầu tài cầu lộc, đi chùa cũng cầu tài cầu lộc cầu tự, toàn là mong cầu là hạt giống của phiền não. Thế thì mỗi một cái hạng mục thờ thì mình nên hiểu. Ví dụ là mình thờ Phật hay là mình đi chùa hướng Phật là mình mong muốn học được những cái điều lành và hạnh, những cái hạnh tốt của Phật. Chứ Phật không ban phát cho mình, cầu là cầu bên trong chứ không phải là cầu bên ngoài. Dạ, mời anh chị qua trang sau ạ. Quay lại với tiếp vấn đề là khổ, khổ số mệnh, nghiệp và ai lại gia thức. Ngày tháng năm mình sinh ra đã được định sẵn một phần rồi, nên gọi là số mệnh. Có thể thấy trong ngày tháng năm giờ sinh và giới tính của mình, phước hay họa cũng trong cái ngày tháng năm sinh này. Nó liên quan đến một phần nghiệp và khổ, nó đi một vòng chung với nhau. Giả dụ hiện tại mình đang làm nghề buôn bán của mình ăn nói tốt, thì do cái quá trình mà mình buôn bán mình tích lũy được kinh nghiệm, đó là mình tích lũy được những cái nghiệp lành mà mình học được trong cái cuộc sống. Thế thì tất cả những việc làm của mình từ xưa đến nay và cả những đời trước nó lưu vào một cái kho chứa. Giống như cái gian phòng này, mình đang tham gia cái nhóm thiền, cái gian phòng này chứa cái gì nhiều và cái gì nó dùng được thì nó có hữu ích hơn. Có những thứ mà mình rất là ít khi dùng tới, nếu mà nó tốt thì lâu lâu mình vẫn dùng, còn nó không tốt thì coi như là cái vật đó nó chiếm một cái không gian của mình.
cái kho chứa ở đây được gọi là A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là tiếng Phạn, là cái kho, là cái tạng thức. Nói nôm na, cả một đời mình làm cái gì, mình tích lũy vào cái kho này. Nó là cái kho vô hình, không thấy được, nhờ cái duyên. Ví dụ là mình hỏi là ông chủ của mình là ai mà mình giận dữ mà mình không kiềm chế được. Tâm của mình có hình tướng ra sao, mình không thấy được. Hằng ngày những gì mà mình làm, hoặc là cả giấc mơ, đó là thể hiện của cái tâm mình trong cái kho chứa của mình. Thì trong 3 năm qua, mình thường xuyên làm gì thì mình tích lũy những cái nghiệp đó vào cái kho chứa, nó không mất đi. Việc xấu, việc ác, việc thiện, việc lành, nó đều tích vào cái kho đó hết. Thì cái nhóm nào mạnh, gặp cái duyên nó sẽ khởi lên. Ví dụ mình đang thích xe cộ, mình đi ngang cửa hàng xe cộ là mình bị nó hút vô, là do cái nghiệp đó trong thời gian hiện tại nó nhiều hơn. Mình biết được cái quy luật của cái cách vận hành nghiệp, thì một đời mình chọn những cái cách làm để mình tích lũy nghiệp. Giống như là mình bỏ heo là mình muốn tích lũy tiền. Bỏ nhiều thì tích nhiều, bỏ ít thì tích ít. Thì trong cái A Lại Gia Thức của này, một đời của mình muốn tích lũy gì nhiều. Ví dụ ước mơ của chị Tiên là trong 5 năm tới mình muốn làm được nhiều cái việc thiện nguyện trong công tác xã hội, thì mình đang tích lũy những cái nghiệp liên quan đến thiện nguyện. Đó là nghiệp lành. Nghiệp này tuy rằng mình chưa đạt được như mong muốn, nhưng mà ít nhiều mình cũng đã tích lũy được, đã thực hiện, tìm được cái phương pháp, mình đã trực tiếp và mình tìm đến những người cùng tần số, cùng mong muốn làm với mình. Đúng không ạ? Cũng như thế, nếu mà mình chọn những cái việc gì mà lành, thiện, mình tích, thì trong người của mình, cái năng lượng của mình toàn là những cái nghiệp lành. Thì đây là cái kho chứa. Dạ, mời trang sau ạ. 8 thức. Tám thức này là biểu đạt của những cái trạng thái của con người. 5 thức đầu tiên là có thể là được xem về vật chất: mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân, ý. Năm cái căn tánh này nó chỉ là 5 cái cảm quan, cái giác quan của mình, nó chưa có nhận biết. Ví dụ tất cả mọi người đang nhìn vào cái hình này, mắt chỉ nhìn thôi, toàn bị lão thì nó bị mờ, là cơ quan mắt sáng hay rõ, nhìn thôi chứ chưa phân biệt, chưa hiểu. Thì cần thêm giải thích, mình nghe qua cái tai, nghe qua cái lỗ tai, và kèm theo cái ý thức là cái thức thứ 6. 5 cái căn tánh này nó kết hợp với lại cái ý thức thứ 6 để mình phân biệt, mình tư duy những gì mình nghe, mình thấy. Thường á là cái thức thứ 6 nó bị lệ thuộc vào cái thức thứ 7. Thức thứ 7 tiếng Phạn là Mạt Na thức. Đây là cái thức bản ngã. Nó cho nó là cái chủ. Nó cho nó là ông vua. Nó cho nó là cái tôi. Thức thứ 7 này nó được gọi là truyền tống thức, là nó kết nối 6 thức trước và cái thức thứ 8. Như cái hồi nãy Toàn giải thích, cái thức thứ 8 là cái kho chứa của mình. Mình ít khi nào mình chạm được những cái gì tốt đẹp trong cái kho chứa thức thứ 8 của mình, do cái thức thứ 7. Thức thứ 7 bình thường của mình nó là cái thức chấp ngã. Những cái gì mà mình mong muốn, mình mong cầu, mình mê mờ là đa phần là do thức thứ 7 này. Thằng nói ví dụ ăn thì ăn quen cái chỗ này, trước đây chưa từng phân biệt được cái món cơm này nó ra sao, tự nhiên cái một hôm nó ghé cái chỗ đó ăn cái mũi ngửi, cái miệng nếm thấy ngon, cái mắt nhìn cái quán nó thấy thích, cái tai nghe lời bà chủ nói ngọt, là do 5 cái căn tánh này. Cái ăn vô cái mình cảm nhận được, cái nó vô cái tiềm thức của mình. Cái qua hôm sau ăn thời gian, cái lần sau quay đến cái quán nó nghỉ, cái mình phiền não.
Năm cái thức đầu tiên, năm cái căn tánh đầu tiên, nó được gọi là ngũ ấm ma. Không chịu được nó. Uống chỗ này quen, uống nước chỗ kia không quen, ngủ cái nệm này quen, ngủ cái phòng khác không quen, thì năm cái căn tánh này nó không hài lòng, thì nó sinh ra phiền não ma. Trong ngũ ấm ma, ngũ ấm ma, phiền não ma là hai con ma bên trong mình. Nếu mà mình chịu khó ngồi thiền, mình chịu khó tìm hiểu cái lý lẽ của cuộc sống, cái chân lý cuộc sống, thì cái thức thứ bảy này nó sáng lên. Nó sáng lên thì nó sẽ điều phục được sáu cái thức trước. Ví dụ, cái quán mình hay ăn, hôm nay họ nghỉ, thì mình nói thôi, mình đâu có muốn họ nghỉ, và đôi khi họ có một cái việc gì đó, nên thôi mình ăn quán khác. Người nhà của mình tự nhiên cái một hôm đó giận dữ lên, mình nói, người mình hiểu được, người giận dữ là người đang đau khổ. Có nghĩa là mình không chấp vào cái lỗ tai của mình trước đây là luôn thích nghe lời ngon ngọt. Bây giờ mình không chấp vào cái việc đó nữa, thì cái thức thứ bảy dần dần á, nó chuyển, nó giảm đi cái tôi. Khi nói là tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia là mình ảo tưởng. Thân này là thân tứ đại, đất nước gió lửa, lạnh quá thì cảm, nóng quá thì sốt. Bốn cái tổ hợp này nó luôn dung hòa để mình khỏe mạnh. Trong đất nước gió lửa này, bốn cái này ai làm chủ? Không có cái vật, không có cái chất nào làm chủ. Về cái cảm nhận của mình, sắc thọ tưởng hành thức, sắc là cái thấy, thọ là cảm nhận, tưởng tư tưởng tư duy, hành là liên tục suy nghĩ miên man giống như từng bước đi, thức là nhận biết. Thì sắc thọ tưởng hành thức là những cái cảm nhận về tâm của mình. Năm cái này không có cái nào làm chủ. Đã không có cái nào làm chủ thì cái tôi ở đâu mà ra? Vạn vật trong cuộc sống, cả nhà không tìm được một cái vật gì nó đứng được độc lập. Nó luôn nương vào cái khác. Ngay cả quả địa cầu của mình, nó cũng nương vào những hành tinh khác để nó xoay. Nên mình nói tôi phải là như vậy, tôi phải là như thế kia là mình đang ảo tưởng, nên nó gọi là vô ngã. Thế thì mình hiểu được cái chân lý đó, mình không chấp vào cái tôi nữa. Tôi khổ là mình chấp mình đang khổ. Mình bỏ đi cái tôi thì cái khổ không có cái chỗ nào bám vô. Giảm được cái tôi, bước đầu tiên trên đường mà tu sửa tâm tánh, cả nhà phải đạt được là không thấy lỗi của người, không thấy lỗi của ai hết. Là lúc đó là một phần mình hạ được cái tôi của mình. Mà mình hạ được cái tôi thì mình an vui tự tại. Hồi xưa bà hàng xóm bà mắng bà chửi mình giận lắm. Sau này mình mới biết ra cái bà đó gặp ai bà cũng chửi hết. Thế thì sao? Mình thông cảm là cũng một lời mắng của một người đó, nhưng mà cái cách mà mình tiếp nhận sự việc nó khác nhau. Mình tiếp nhận sự việc vui hay buồn là do tâm mình có sự phân biệt. Một đứa trẻ nó thấy một viên kim cương, nó đâu biết cái viên kim cương là cái gì. Thậm chí mình thấy mình còn không biết. Khi mà mình biết được, mình mới phân biệt cái này quý. Nhưng mà chưa chắc là quý với mình mà quý với người khác. Nên mọi sự mê mờ đa phần là do thức thứ bảy. Để chạm đến được cái kho, cái thức thứ 8, chạm đến những cái gì tinh túy nhất trong cái kho tàng của mình, mình phải thiền định, mình phải học, mình phải gom những cái gì việc lành, nghe lành, nói lành vào cái kho chứa thứ 8 của mình. Thì từ đó những cái hạt giống nó mạnh á, nó luôn trỗi dậy. Hạt giống lành mạnh thì nó luôn gặp được người lành. Về cái phần tám thức này, cả nhà tìm nghe cái kinh Duy Thức Tông hoặc Duy Thức Luận, là một cái bộ kinh ngắn nói về cái cách vận hành của tâm tư của mình. Mình bơi giỏi chưa? Mình bơi giỏi thì mình nhảy xuống cứu họ, còn chưa bơi giỏi thì thôi mình nhờ người khác cứu. Mình chưa bơi giỏi mình nhảy xuống mình bị kéo đi luôn. Là bây giờ nó giả dụ đi, một người em của mình mà
mình thấy là có dấu hiệu phạm tội, có dấu hiệu nghiện hay là cái gì đó, thì bây giờ dĩ nhiên mình phải khuyên, khuyên trong cái tâm thành. Nhưng mà mình nên biết là mỗi người có cái nghiệp riêng để dẫn đến cái việc mà xấu của họ, thì họ đã tích lũy bao lâu rồi. Không ai mà làm một cái việc xấu ngay tự nhiên người tốt trở thành người xấu cả, là họ có một cái nghiệp từ lâu rồi. Phước nghiệp là mỗi người có sẵn rồi. Đến trong giai đoạn của mình gặp là mình chỉ kết duyên với họ tạm thời ở một cái giai đoạn nào đó thôi. Thế thì mình khuyên, nhưng mà cũng nói theo Pháp Sư Tịnh Không là không nên nói một cái việc gì đó với người khác quá ba lần. Mình nói quá ba lần mình thành kẻ oán. Trừ khi con cái của mình chưa đủ tuổi thành niên thì mình nên khuyên, mình nên dạy, mình nên hết lòng. Mà cho dù nó đủ tuổi thành niên rồi, mình cũng không nên nói quá ba lần. Thì trong cái trường hợp của mình cố gắng mình giúp đỡ trong điều kiện là cũng không nên nói quá ba lần. Tại vì một là nghiệp của họ, hai là mình không đủ khả năng để mình thay đổi họ. Nên mình nhờ, đôi khi có những người trong nhà đó, mình nói họ nghe nhưng mà họ nghe đâu được người ngoài đường. Giả dụ là vậy, cha mẹ con cái là chuyện bình thường. Thì trong cái trường hợp của chị hỏi là mình thấy một người ví dụ là sống không phải đạo, mình làm như thế nào, giúp đỡ họ như thế nào, thì mình phải xem lại coi mình đủ khả năng. Nói theo Phật Pháp là độ là cứu giúp, đưa qua bờ bên kia gọi là độ chẳng hạn. Thì mình có đủ khả năng để giúp họ hay không? Nếu mình đủ thì mình hết lòng mình giúp. Còn mình không đủ mà mình hết lòng á là mình thiệt. Tại vì mình chưa biết bơi, mình chưa bơi giỏi mà mình nhảy xuống là họ kéo mình đi, kéo mình chết đuối chung luôn. Đúng rồi. Nên mình là mình, họ là họ. Mỗi người có cái nghiệp riêng. Bây giờ một món ăn ngon, một quyển lịch có những lời hay, Khải Toàn chỉ chia sẻ thôi. Còn mỗi người là phải tự ăn, phải tự nghiền ngẫm. Ai ăn người đó no, ai tu người đó hưởng. Nên không thể thay thế được, cho dù con cái cha mẹ của mình luôn cũng không được. Thì cái trang tiếp theo là nghiệp, thì người ta có nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Cái người mà làm việc, mình nói là làm việc bất thiện đi, nó cũng xuất phát từ trong một thời gian dài rồi, nên nó thấm vô trong ý rồi. 10 nghiệp lành này, nghiệp thân 3, nghiệp miệng 4, nghiệp ý 3, đa phần là nó xuất phát từ cái si mê, là cái số 10 á. Bên trái là giữ, mình giữ đừng có làm sai. Bên phải là mình tăng trưởng. Ví dụ đầu tiên là không sát sanh, thì bên phải là mình nên dưỡng sanh hoặc là phóng sanh. Thì đầu tiên là mình nên dưỡng cái bên trái. Số 10 là si mê. Do mình si mê, mình chấp ngã vô cái tôi của mình. Do cái thức số 7 chấp ngã vô cái tôi, mình si mê, mình phải như vậy, mình muốn như thế kia. Thế thì mình mới tham, tham tài, tham danh, tham tình cảm. Tham mà không được như ý thì mình mới sân, sân giận. Sân giận này mình thể hiện qua hành động hoặc là lời nói. Người bình thường giận dữ lên dễ phạm phải khẩu nghiệp, mắng chửi. Hoặc là nếu mà mình buôn bán cái gì đó mà mình muốn có lợi cho mình, là mình nói những cái lời hoa mỹ có lợi cho mình, là ỷ ngữ. Mình mắng chửi là lời thô ác. Thì mình hiểu được 10 cái nghiệp này để mình dưỡng thông qua 3 nghiệp thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý tạo tác vô số nghiệp. Việc gì mà có lợi ở tương lai là lành, thì mình dựa vô yếu tố đó mà mình quyết định những cái sự việc trong hàng ngày, trong cuộc sống của mình. Nghiệp nó chia ra nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì bất thiện hay thiện nó cho ra họa và phước. Mình cần thời gian, mình ngồi thiền hoặc ngồi tĩnh tâm, mình xem lại xem trong một tháng qua, trong một năm qua, hoặc là thậm chí có những sự việc bây giờ mình phải trả giá là do 10 đến 20 năm trước kia
mình đã có một cái lỗi lầm, bây giờ mình vẫn phải trả. Nên cái việc mà mình sửa là mình không có phạm ở tương lai, còn hiện tại thì mình vẫn phải trả những cái gì trong quá khứ. Tu sửa là một cái phương pháp thêm phước giảm nghiệp, không có một cái thần linh, không có một cái vật phẩm, không có gì có thể hóa giải được cái nghiệp của mình, tại vì mình đã lôi những cái hạt giống đó vào cái tạng thức của mình, không thể ai mà lấy ra được, trừ khi mình tích lũy nhiều điều tốt vào cái kho chứa, vào cái tạng thức của mình, thì cái hạt giống không tốt đó, nó nằm ở dưới đáy, hoặc là tha sao thời gian nó bị hủy. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là một bộ kinh thực tế về 10 nghiệp lành. Mình hiểu được cái ý nghĩa của 10 cái nghiệp này, thì trong cuộc sống bất luận mình sống với ai, mình sống ở đâu, mình đều có thể có một cái cách cư xử nó đúng với hoàn cảnh, đúng với người, mà không làm hại người khác. Về sách có sách diễn giải Thập Thiện Nghiệp Đạo của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Về kênh YouTube thì có 80 tập của Pháp Sư Tịnh Không giảng giải về kinh Thập Thiện. 80 tập, mỗi tập 1 tiếng, là bộ kinh nhỏ. Có bộ kinh lớn, bộ kinh vừa và bộ kinh lớn. Xin lỗi cả nhà, nghe không nổi đâu. 2 tiếng mà 300 tập, mình nghe trong bao lâu. Và có bộ kinh Hoa Nghiêm 544 tập. Có nghĩa là mỗi ngày nghe 2 tiếng thì cũng phải nghe cũng khoảng 5-10 năm á mới hết được. Là đâu phải mình nghe được liên tục. Thế thì ở đây mình cố gắng là mình tiệm tu đi. Mỗi ngày mình ngồi thiền một tí, mình nghe pháp thoại một tí, trong đời sống mình đối đãi với nhau á, mình áp dụng vô từ từ. Là ít nhất ngày 24 giờ, trừ ra 8 giờ ngủ, còn 16 giờ mình ít nhất mình cũng gán được 3-4 tiếng đi, cũng là tốt rồi. Chứ bây giờ một ngày 24 giờ, 8 giờ ngủ, còn lại nếu mà mình ngồi thiền 30 phút, mình nghe giảng kinh 30 phút, còn mười mấy tiếng còn lại mình làm cái gì? Thế thì mình áp dụng cái lời trong kinh và ngồi thiền vào cái cuộc sống hàng ngày, là coi như là mình áp dụng thực tế vào. Nên không nhất thiết là phải ngồi thiền 4-5 tiếng. Hiểu được cái cách vận hành đó thì mình kết hợp vào. Ví dụ kinh A-di-đà, Toàn đang nghe kinh A-di-đà 255 tập, mà một tập là 2 tiếng. Mà cái bộ kinh đó là những cái người mà ghi âm lại của Pháp Sư Tịnh Không á, là từ năm 1984. Cái thời đó mà cái công nghệ còn hạn hẹp mà người ta đã làm được như vậy rồi, có nghĩa là cái công đức của họ rất là lớn. Dịch từ tiếng Hoa ra Hán tự, rồi dịch ra tiếng Việt, rồi ghi âm lại, rồi post lên video cho mình, cả một quá trình. Dạ, mời Trang Sao ạ. Dạ, phương pháp tu sửa như mấy lần trước, buổi thiền trước Khải Toàn đã chia sẻ là mình đọc sách thánh hiền, mình nghe giảng kinh và mình gặp người lành. Mình có cái tâm ý lành thì từ đây về sau mình toàn gặp người lành thôi. Người mà đối với mình không lành, có nghĩa là khác từ trường, thì mình không gặp lâu được. Nhưng mà tất cả những cái đọc, nghe, gặp chỉ là pháp học, học thôi chưa có hành. Nhưng mà ít nhất mình phải có cái kiến thức, mình lưu vào những cái gì tốt vào cái tạng thức của mình, mình kết hợp với ngồi thiền, hoặc mình kết hợp với cái tư duy, thì dần dần hai việc đó mình áp dụng được trong cuộc sống, nó dễ dàng hơn. Siêng năng. Bây giờ xin lỗi cả nhà, tuần nghe 1-2 lần, tháng gặp lần, không xin gì. Mỗi ngày, nếu mà mình muốn cơ thể của mình sao, giống như mỗi ngày mình tắm, mỗi ngày mình ăn, mỗi ngày mình tập thể dục,
thì cái việc tu sửa tâm tánh của mình qua hành thiền hay là qua nghe giảng kinh, qua đọc sách gì đó, nó cũng cần phải mỗi ngày nó liên tục tinh tấn là siêng năng. Và trên con đường tu sửa của mình cần thời gian, không thể nào mà trồng cái hạt qua hôm sau nó lớn được. Mình xem lại cái sự học và cái công việc, sự nghiệp của mình đạt được cái việc hôm nay là từ 3 đến 5 năm trước, hoặc thậm chí là từ 10 năm trước. Nên cần thời gian trên con đường tu học. Mà bây giờ cái khó nhất, cái khó bên trong là mình phải siêng năng, còn cái khó bên ngoài là mình gặp thiện tri thức, gặp người lành. Nếu mà nói theo ngoài đời á, là bạn muốn giàu bạn phải chơi với những người giàu, bạn phải chơi với những người giỏi. Nhưng mà mình chưa giàu, mình chưa giỏi, ai chơi với mình? Thực tế không? Thế thì bây giờ mình thay đổi cái tư duy, thay đổi cái cách giao tiếp. Và quan trọng nhất là tâm của mình chân thành. Thì khi đó từ trường và năng lượng của mình tạo ra, thì những cái người đó từ từ mình sẽ gặp. Tại vì á, họ giỏi, họ giàu, họ thông minh, họ nhận biết được cái người nào mưu lợi, cái người nào chân thành. Nên á, họ, nếu mà cái người khá giả chơi với mình chưa chắc là vì tiền của mình đâu. Vì cái cách đối nhân xử thế, vì cái tri thức của mình, vì nhiều yếu tố khác. Nhưng mà yếu tố đây lớn nhất là cái lòng chân thành. Để gặp được họ thì mình cần có từ trường lành qua tu tập và cái tâm chân thành của mình, dần dần mình sẽ gặp. Dạ, mời Trang sau ạ. Phước, con người thường mong muốn lớn nhất là phước tiền bạc. Phước tiền bạc có thể thấy trong được số mệnh của mình, có thể thấy trong sinh thần bát tự của mình. Người nào có tiền sẽ có tiền, người không có tiền không cách gì có tiền được, ngoài tu pháp bố thí. Tại sao người làm giàu không thật sự giàu? Họ giàu có, xin lỗi, họ cố gắng, họ thông minh, họ chịu khó, nhưng mà họ không có hạt giống làm giàu. Thế thì ở đây ai cũng muốn có tiền bạc, ai cũng muốn có sức khỏe và ai cũng muốn có trí tuệ. Sức khỏe, tiền bạc, trí tuệ là ba cái phước lớn nhất. Cái phước tiếp theo là ví dụ là phước tình cảm, phước quý nhân. Thì trong nhà Phật có là y báo và chánh báo. Chánh báo tốt, y báo sẽ tốt theo. Thì bây giờ cả nhà cứ nghĩ đơn giản đi. Tâm tánh mình lành, mình chân thành là chánh báo tốt. Chánh báo là cơ thể và trí tuệ, y báo là môi trường. Tâm mình lành, mình học thêm nhiều tri thức, thì khi đó môi trường mình gặp dễ tốt theo. Từ đây đến cuối đời, mình cảm thấy phước nào của mình kém á, thì mình phải gia tăng hạ công phu tu cái phước đó, bố thí cái phước đó. Cảm thấy không có tiền là do mệnh mình không có tiền, hoặc là do mình mong cầu quá, hoặc là mình tham tiền. Thì bố thí ở đây, bố thí bên ngoài hay là bố thí bên trong? Bố thí bên ngoài là tiền bạc, bố thí bên trong là tấm lòng. Nếu mà mình cảm thấy sức khỏe mình kém, ngoài ăn uống dưỡng sinh, tập thể dục ra, mình giảm sát sanh mà mình phải phóng sanh và dưỡng sanh. Hôm nay thứ tư, thứ sáu này Toàn vô bệnh viện Nhi Đồng 1 để trang trải viện phí dùm những trường hợp mình không biết là ai, mình chỉ phát tâm thôi. Đến đó thì tình nguyện viên mới nêu ra cái danh sách, tùy cái đi với một số người, rủ mọi người cùng đi, tùy cái ngân sách của mình bao nhiêu, họ tìm cái trường hợp phù hợp và mình đóng viện phí dùm. Đó là dưỡng sanh. Mình cảm thấy mình dễ giận dữ, dễ đau khổ là mình chưa thấy lẽ thật, là mình chưa có trí tuệ. Thì mình phải nghe giảng kinh nhiều, đọc sách thánh hiền nhiều, và mình phải tập nói lời lành. Dần dần mình không thấy lỗi người,
là dần dần mình có trí tuệ. Nếu mà mình không thật sự tu những cái gì mà mình thấy kém thì mình mãi vẫn sống theo cái số mệnh của mình. Số mệnh của mình nó vốn định sẵn và mình bị chi phối bởi âm dương, ngày đêm sáng tối nóng lạnh thời tiết. Ra đường xe mới rửa đẹp, ra đường trời mưa là mình quạo, mình bị chi phối. Nhưng mà mình có một công phu tu tập nhất định, mình không còn bị chi phối nữa. Cái nhà kia hay vứt rác qua nhà mình, cái người kia hay liếc xéo mình không còn chịu chi phối nữa. Mình biết họ như vậy rồi, mình với họ phải có cái duyên gì đó mới gặp nhau, với đâu tự nhiên mà gặp nhau. Thì mình giảm được những cái điều mà cảm thấy mình khó chịu. Thì tất cả muốn thay đổi thì phải qua tu sửa. Tu sửa là sửa lại những cái hành vi không tốt của mình. Dần dần cái phước này nó tăng. Hiện báo là những cái gì mà báo lại từ đời trước, hiện tại báo, hậu báo. Sanh báo là báo đời sau, hậu báo là và rất lâu sau nữa. Thì hiện tại mình đang có những gì là hiện báo, là do trước kia mình đã làm. Dạ, mời trang sau. Bồ Tát hạnh. Phần này quan trọng. Phần này cả nhà hoàn toàn có thể thành tựu được ba cái hạnh đầu của Bồ Tát. Bồ Tát là ai? Bồ Tát là ông Phật. Thường á, người ta khắc hình á, mới nghe trong cái đoạn giảng kinh, người ta hồi xưa khắc hình A-la-hán là những cái vị tu tập thì là người xuất gia. Riêng hầu hết những vị Bồ Tát đều minh họa bằng người tại gia. Trong kinh ghi chép, Bồ Tát sẽ thị hiện cùng quốc độ với mình để giúp đỡ mình trong cuộc sống. Mình là người hiện ra là loài người để giúp đỡ mình. Riêng chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là hình tượng xuất gia, còn lại là Đại Thế Chí, Quán Thế Âm, Văn Thù, tất cả là hình tướng tại gia. Thì mình hiểu đơn giản là Bồ Tát không phải là nhất thiết là phải là một cái vị Phật phát ánh hào quang, mà tất cả những người xung quanh mình có thể thị hiện và giúp đỡ cho mình. Thế thì Bồ Tát hạnh là lục độ hạnh, là sáu cái hạnh này để trở thành Bồ Tát. Mình thường thích Bồ Tát, mình mong cầu Bồ Tát, mình mong muốn Bồ Tát cứu độ cho mình, nhưng mà mình hoàn toàn không hiểu Bồ Tát là gì, và mình thậm chí là mình không có những cái đức hạnh để Bồ Tát giúp. Bồ Tát chỉ là tha nhân, là một cái lực bên ngoài. Mình phải tự thành tựu, mình phải có khả năng. Bây giờ mình muốn mượn tiền, vay tiền người khác, người ta phải coi mặt mình coi có tin tưởng không, có trả đúng hẹn không thì mình mới cho. Thì mình muốn cầu Bồ Tát, mình phải xoay lại coi mình có những cái điều đó để người ta cho mình hay không. Thì đầu tiên là bố thí và nhẫn nhục là hai cái hạnh được nói nhiều nhất trong cuộc sống. Bố thí bên ngoài, tiền bạc, thức ăn, chỗ ở, quần áo, sự giúp đỡ. Bố thí bên trong, tấm lòng, lời nói. Thậm chí mình đau khổ, mình xả đi sự đau khổ cũng xem là bố thí. Đầu tiên là mình phải biết cho đi. Cái hạnh của Bồ Tát là cho đi, không mong nhận lại. Ví dụ trong trường hợp của chị Tiên hồi nãy là mình mong muốn mình làm, mình nhắc nhở một cái việc sai phạm của người thân. Nhưng mà sau khi mình nhắc nhở mà họ vẫn sai phạm nữa, mình có khó chịu không? Nếu mình khó chịu là mình chưa thật sự bố thí. Tại vì mình đã giúp là thôi, họ ra sao thì tùy cái nghiệp quả của họ. Không phải là mình giúp là mình mong muốn họ theo ý của mình. Điều này thường mắc phải ở cha mẹ. Mong muốn con mình như thế nào mà con mình không theo ý cái phiền não. Thì bố thí là mình cho đi cái điều họ cần mà mình không mong cầu. Trì giới được xem như là giới luật hoặc là giữ đạo. Quán mình có luật ở quán mình, công ty có luật luật ở công ty, gia đình, xã hội, đi đường,
mọi nơi đều có cái luật lệ. Mình ứng vào cái quốc độ nào mình phải theo cái nơi đó. Đạo làm người, mình có gia đình, mình phải sống làm sao, mình có gia đình, mình có con cái, mình cư xử làm sao. Giữ giới hay giữ luật là giúp cho mình không có phạm những cái gì mà trái với luân lý đạo đức ở xã hội. Thế thì mình quay trở lại là thập thiện, mình giữ được 10 điều lành cũng được xem là mình giữ đạo giữ giới. Người biết giữ đạo thì việc đầu tiên là không dễ bị cám dỗ. Tháng này lãnh lương 5 triệu, gán lắm để dành được 1 triệu, thấy quảng cáo trên Shopee không kiềm chế được. Đó là mình cũng không giữ đối với mình thôi. Này, không giữ đối với người và không giữ đối với mình. Có hai trường hợp. Mình không giữ đối với mình, giữ tốt cái giới luật ở ngoài xã hội, trong gia đình là tốt. Mình còn phải giữ với mình, tại vì mình có những cái tâm tham, những cái mê, đang thừa cân mà thích ăn những món bổ quá, là cũng là không giữ cái đạo trong chính của mình. Mình mà biết giữ đạo thì mình không dễ bị sa ngã. Như hồi nãy Khải Toàn chia sẻ là ngũ ấm ma là năm con ma bên trong: mắt thấy đẹp, thích đẹp, tai thích nghe lời khen, miệng thích ăn ngon, thân thích xúc chạm êm ái. Không được thì sinh ra phiền não, là hai con ma. Bây giờ mình mà không giữ giới á, ma chướng là những cám dỗ, những chướng ngại bên ngoài đưa tới, trong ngoài nó câu kết với nhau, mình chết chắc. Mình đang ăn kiêng, mình đang bỏ nhậu, mình đang tiết kiệm tiền, bạn tới rủ rê, quảng cáo xuất hiện ngay mặt mình mà không kiềm chế được cái giới luật và kiềm chế được những cái căn tánh cảm xúc bên trong, thì mình sao? Mình bị nó lôi kéo. Mình mà biết giữ giới, mình mà biết cho đi là bố thí, cái phần nhẫn nhục vô cùng dễ thành tựu. Còn mình mà không biết cho đi, mình không biết giữ cái đạo của mình, nhẫn nhục không thể nào thành tựu, tại vì mình dễ sân giận. Mình chưa từng ngồi thiền, hồi nhỏ mình rất là cộc tính, nói gì cái là mình đùng đùng trở lên, là có đó là hồi nhỏ. Còn bây giờ mình hiểu rồi, mình gán kềm lại. Cái này là mình gán kềm, là mình kềm trong cái tự giác, mình kềm trong cái vô thức, nhưng mà mình hiểu được cái lý lẽ thì mình kềm theo cái lời trong kinh, lời trong sách. Mình giữ được giới, mình biết cho đi thì cái việc mà nhẫn nhục dễ dàng. Nhẫn nhục là đạt được mọi thành tựu. Mọi thành tựu lớn lao đều bắt đầu từ cái sự nhẫn nhục. Nhẫn với người, nhẫn với tự nhiên và nhẫn với trên đường tu tập. Cha mẹ, con cái, đồng nghiệp, xã hội, mình nhẫn được hết là nhẫn với người. Tại sao người ta mắng mình mà mình không mắng lại? Mình với họ có nhân duyên với nhau, tại sao họ không mắng người khác mà họ mắng mình? Tại sao họ lừa mình mà không lừa người khác? Nhân có gần có xa, có những nhân xa xôi mọi người không thấy được. Thế thì ở đây mình nhẫn với người, nhẫn với tự nhiên. Kẹt xe, mưa to, ngập lụt, nhà cháy, mình hiểu được là nhân quả nhân duyên, mình gán thuận theo. Và trên đường tu tập của mình có những con ma, ma giải đãi là ma lười biếng, chướng ma là nó luôn dụ dỗ mình. Thế thì mình phải gán, nhẫn nại. Thậm chí là mình đi cầu học, mình đi gặp cái người tri thức, mình cầu học, mình cũng phải nhẫn nại. Ba cái pháp này, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, mình hoàn toàn có thể làm được. Mình làm được ba pháp này, mình thực hiện được ba pháp này, cuộc sống của mình rất dễ dàng, an vui, tự tại. Ba pháp đầu tiên, đến pháp thứ tư là tinh tấn, là siêng năng. Phải nuôi dưỡng những điều lành thường xuyên. Mình mà đi vô phòng tập gym, tập thể dục mà mình tập tháng mà mình nghỉ ba bữa là chắc chắn là nghỉ luôn á. Thế thì đường tu học của mình cũng vậy, mỗi ngày mình phải thường xuyên. Mình có siêng năng rồi thì mình mới dễ thành tựu thiền định.
Thiền định là một cái trạng thái trong tâm. Mình thấy mọi việc nó là như lẽ thật, mình không còn bị lao sao bởi những cám dỗ bên ngoài nữa. Mình ứng dụng vào cuộc sống dễ hơn. Mà thiền đạt định là tâm mình tỉnh thì cái trí tuệ mới sinh. Nói về trí tuệ hơi khó diễn giải bằng lời. Người ta dạy mình là học thức, kiến thức mình dùng tốt là trí thức. Học thức, kiến thức, nhận thức mình dùng tốt là trí thức, chưa phải trí tuệ. Trí tuệ là do mình tư duy, mình tu tập, mình cảm nhận được. Thế thì sáu pháp tu này là sáu pháp tu của hạnh Bồ Tát. Bồ Tát còn phải biết giỏi Phật Pháp, nội minh, giỏi những tâm lý xã hội là ngoại minh, giỏi cả y học là y phương minh, giỏi cả ngoại ngữ, giỏi cả giao tiếp. Thế thì mình chỉ cần biết là mình đạt được ba cái hạnh đầu: bố thí, trì giới, nhẫn nhục là mình thành tựu cho mình. Đến lúc đó đó, bơi không giỏi nhưng mà cũng có thể cứu được người ta. Nhưng mà nếu mà mình không cứu được, mình cũng không có buồn phiền não nữa. Cái này khó nói. Cái chính ở đây á, mình phải hiểu là bố thí là mình cho tấm lòng là chính. Cho tấm lòng, bây giờ mình cố, người ta muốn mà mình cũng muốn nhưng mà mình không có đủ điều kiện, thì mình phải khéo léo sau đó để coi cho cái sự việc nó để người ta hiểu. Thì bố thí tấm lòng là sinh từ bên trong. Bây giờ mình tập cho, mình cho từ 1-2 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn cho đến 5-10 triệu, thì mình tập cho nó tăng dần lên, là mình tăng dần cái tấm lòng của mình. Đây là mình nói số tiền lớn nhỏ không xác định. 2 triệu với một người có thể là nhỏ nhưng mà với một người có thể là lớn, tùy hoàn cảnh. Bát Nhã Tâm Kinh: thiện tức ác, ác tức thiện, không nói cố định được. Nên cái trường hợp này là tùy khánh cảm nhận và cái người kia có hiểu cho mình không. Nếu mà người kia muốn giúp mà mình ngoài khả năng, mà người kia không hiểu, mình cũng phải chịu thôi. Dạ, mời mọi người trang sau ạ. À, khổ tâm thân. Nóng quá khổ, lạnh quá khổ, đói quá khổ, bụng đang đói, no quá cũng khổ, kẹt xe là khổ. Đây là khổ về thân, muốn không được khổ, gia đình không hòa thuận khổ, người thân của mình làm cái điều sai quấy nói không nghe là khổ. Đây là trạng thái khổ của tâm. Thọ là cảm nhận, có cảm nhận là có khổ, con mắt mình thấy có phân biệt là khổ, thân của mình có xúc chạm, tai mình nghe tiếng, ồn quá cũng khổ. Thế thì tất cả là những trạng thái khổ tâm hay khổ thân đều là những cái trạng thái do trong tâm mình gây ra. Đầu tiên là do mình si mê, thường là mong muốn không đạt được là mình si mê. Giả dụ hồi nhỏ đến lớn mình sống ở một cái vùng luôn kẹt xe và rất là nóng, thì mình quen với cái nóng và cái kẹt xe, cái tắc đường, cái kẹt xe này mình quen, mình không có khổ. Mà một người mới qua thành phố của mình ở, họ nói ở đây giao thông kinh khủng quá, thời tiết oi bức quá, là do phân biệt. Khổ thường là do phân biệt hoặc là do mong cầu quá mức. Si mê là mình không thấy lẽ thật thì mình sanh ra tham, và cuối cùng mình sân. Thì cái sân của mình hoặc là cái si mê của mình nó tạo ra bao oán gia trái chủ. Cả nhà tìm một cái bài mà oán gia
cách hóa giải oán gia trái chủ của Pháp Sư Tịnh Không nói về oán gia bao đời, thì nói nôm na những chướng ngại của mình, những cái gì mà mình mong muốn chưa được thành tựu là do chướng ngại, trở ngại và do oán gia trái chủ ngăn che. Thì bây giờ bước đầu tiên trên đường tu học, tu tập, tu sửa tâm tánh của mình phải biết sám hối. Mà để biết sám hối thì mình không thấy lỗi người, mình phải thấy lỗi của mình. Mình thấy lỗi, mình biết lỗi, mình mới biết sám hối. Ví dụ như nãy chị Tiên nhắc là người thân của mình làm sai, họ biết họ làm sai không? Đôi khi họ biết mà đôi khi họ không biết. Thế thì mình không thấy lỗi người, mình thấy lỗi mình mới biết sám hối. Mình sám hối nên có câu sám hối tiêu trừ nghiệp tội. Nói đơn giản như là ông trời không xuống tay với người biết sám hối, cha mẹ luôn sẵn lòng khi con cái quay về. Mình biết sám hối là mọi tội nghiệp của mình được tiêu trừ. Tiêu trừ ở đây là mình không tạo ra cái nhân mới nữa. Nhưng mà những cái gì xưa kia mình tạo, mình vẫn phải trả. Sám hối là bước đầu tiên để mình giảm cái nghiệp của mình, để mình nhận ra đôi khi có những cái lỗi mình cứ sám hối liên tục. Lỗi, lặp lại lỗi nữa, mình sám hối nữa. Thế thì ít nhất mình cũng nhận biết, mình cũng mong muốn thay đổi. Thì trong cái đại ý của sám hối, một là mình đừng có làm cái lỗi nữa, hai là mình mong cho tất cả những oán gia trái chủ, những chúng sinh mình đã vô tình và cố ý mình gây tổn hại, xin họ hãy lượng rồng, lượng thứ, không còn theo mình oán nữa, không còn theo mình trong vòng luân hồi nữa, để mình giảm đi những cái chướng ngại về sau. Đó là cái cách đầu tiên. Mà mình sám hối rồi thì tâm thân mình mới nhẹ, mình biết nhận lỗi rồi, thì từ đó là cái cơ hội để mình kết thiện duyên với nhiều người khác hơn. Khánh đã sám hối rồi phải không? Hôm bữa Khánh có chia sẻ. Thì cái bài sám hối này, những cái kinh sám hối là hướng dẫn mình thôi, quan trọng là cái tâm thành của mình. Mình hiểu được cái lỗi lầm của mình, mình sám hối bằng cái tâm thành 7 ngày liên tục, hoặc là 1 tháng gì đó, hoặc là đôi khi. Ví dụ mỗi sáng ngồi thiền một tí, ngồi cầu nguyện, rồi đôi khi một tuần thì có vài hôm thì mình cũng là nêu lên cái ý nghĩ sám hối. Bình thường cầu nguyện thì nhớ đến ai, cầu cho người đó được an lành. Mỗi một ngày thường xuyên mình nghĩ đến cái việc đó. Nếu mà mình có thể đứng trước bàn thờ, mình có thể đi vào chùa, mình có thể là đọc thành lời luôn thì càng tốt. Nói thành lời. Còn mình đọc kinh sám hối là hướng dẫn mình thôi. Nhưng mà mình hiểu lời trong kinh sám hối hay không, và mình chân thành hay không. Chân thành, hành động của mình là sự, mà trong tâm của mình mới là lý. Dạ, mời trang tiếp theo ạ. Thiền sám hối giúp tâm mình thanh tịnh, mình tìm lại Phật tánh. Hành thiền hoặc là mình thường xuyên mình tư duy lại những cái hành động của mình, thì mình nhận ra những lỗi lầm. Sám hối ở đây là mình có thể sám hối cho tất cả những oan gia trái chủ, hoặc là mình có lỗi với ba mẹ, mình có lỗi với người thân, mình nhắn, mình nói không được, mình nhắn tin là sám hối, xin lỗi là sám hối. Ví dụ Khánh với mẹ, đôi khi mẹ mình thấy mẹ là có vẻ là hơi thị phi, cái mình nói mẹ ơi đừng có tham gia chuyện người khác nữa. Mình nói đến lần thứ ba, đã nói là không nói quá ba lần, mình nói lần thứ ba thứ tư cái mình quạo, cái mình nạt lên là mình lỗi. Thế thì mình mua cái gì cho mẹ ăn, mình nói hồi nãy con lỡ lời, là mình sám hối rồi. Mà mẹ chưa hả giận nữa, mình sám hối thêm lần nữa. Thế thì mình mua cái gì kèm là cái vật mà quan trọng người ta cảm nhận được cái tâm của mình. Đó là một cái phương pháp sám hối. Thì ở đây mình ngồi thiền, mình thanh tịnh thì mình mới nhận ra lỗi. Nhận ra cái lỗi rồi, mình mới quyết tâm sám hối. Mình sám hối xong rồi,
tâm của mình nó thanh tịnh, nó tự tại. Đôi khi có những cái lỗi lầm trong quá khứ mà mình còn giữ trong lòng á, mình sợ người ta buồn hay là mình sợ cái gì đó, là mình chưa thanh tịnh được. Mà khi mà mình thanh tịnh rồi, mình mới tìm được cái Phật tánh. Bây giờ nói Phật tánh là gì? Cái tánh không sanh không diệt của mình. Mỗi người có một cái tánh gốc ông chủ của mình, hay là cái tánh gốc không sanh không diệt. Có những ngày trời nắng, có những ngày trời u ám. Mặt trời luôn sáng, mặt trăng luôn sáng, chỉ chẳng qua là do bị mây che. Có phải rằng khi mà mình không được thanh tịnh, mình không được sáng suốt minh mẫn, là mình bị một cái lớp mây nó che mờ, che tâm và che mắt mình. Thế thì mình ngồi thiền, mình sám hối giúp cho mình thanh tịnh, thì mình tìm lại được cái tánh đó, cái tánh không sanh không diệt. Mời cả nhà xem tiếp theo ạ. Trong kinh diễn giải có rất là nhiều ví dụ là pháp thân, Phật tánh, chân tâm, Như Lai tạng, rất nhiều tên gọi để diễn giải về cái tánh bên trong của mình, cái tánh không sinh không diệt. Thì ở đây mình phải hiểu, mình nên hiểu chân lý trong cuộc sống. Mình hiểu được chân lý, mình kết hợp với cái tư duy, thì những cái sự việc xảy ra cho dù vui hay buồn, mình dễ dàng chấp nhận. Chân lý tương đối, chân lý phổ biến và chân lý tuyệt đối. Chân lý phổ biến là bao gồm nhân quả và duyên sinh. Vạn vật đều từ nhân thành quả. Ví dụ là con người từ bào thai, hoặc là có những vật là từ trứng, có những vật là từ hóa sinh. Cái chuối đó mình để đó, nó bị ung, nó bị hôi, tuần sau là có dồi chẳng hạn. Thế thì vạn vật đều có nhân thành quả, rồi quả lại thành nhân, nó cứ liên tục. Không có cái vật gì mà không từ nhân thành quả. Nên đôi khi mình đau khổ, mình hỏi là nguyên nhân vì sao, là trong cái chữ đó là có cái chữ nhân rồi. Nhân có gần có xa, đôi khi mình thấy được, đôi khi mình không thấy được. Nên tất cả đều có nhân. Duyên sinh là do điều kiện cấu thành, hợp thành một sự việc là do duyên. Đã do duyên sinh thì không mãi còn, nó luôn thay đổi. Thân của mình, mỗi ngày mình chết, ngủ, thức dậy là có cuộc sống mới. Thậm chí ngày chết hai lần, ngủ trưa nữa. Mỗi ngày mình sinh mình diệt, mình sinh mình diệt. Mình hiểu được là do duyên nó sinh. Có thân là có bệnh, có tâm là có khổ. Cái bàn, cái nhà, cái cửa, đồ vật, quần áo, tài sản, tất cả là do duyên nó hợp thành, thì có ngày nó cũng sẽ mất đi. Ngay cái thân này của mình cũng như vậy. Mình đâu có muốn bệnh, mà đất nước gió lửa mà nó xung với nhau là mình bệnh. Mình đâu muốn khổ tâm, mà tại sao mình luôn nghĩ về cái vấn đề gì đó. Thế thì mình hiểu được vạn vật là do duyên sinh và do nhân quả, không tự nhiên mà mình có được, và không tự nhiên mà mình bị chướng ngại một cái việc gì đó. Mình đau khổ nhiều hay ít là do mình so sánh, đó là cái chân lý tương đối, là do sự so sánh đối đãi. Ở đây chụp hình lên, mọi người đều cho là đẹp, thì cái đẹp đó là đẹp như thế nào? Có nghĩa là cái phòng của mình phù hợp với những cái hoạt động nhẹ nhàng. Nhưng mà ví dụ ca múa ở đây đi, mọi người đâu có cho đây là đẹp nữa. Thế thì cái đẹp, cái xấu, cái cao, cái thấp, cái nhiều, cái ít. Một người có một căn nhà 2 tỷ được cho là giàu, nhưng mà với một cái người sống trong Vinhome Central Park, nhà trong đó là 300-500 tỷ, gấp mấy trăm lần căn nhà bình thường, thì cho là giàu có. Nhưng với một người có cả chục cả trăm căn như vậy thì người kia cũng là bình thường. Ví dụ cây thước 50 cm, mình để cạnh cây thước một tấc thì cây một tấc nó dài hơn. Cũng tương tự, chai nước thấp, mình nói là chai nước nhỏ, nhưng mà để cạnh một chai nhỏ hơn. Thế thì ở đây là tương đối, là do mình so sánh.
được mất có không. Con mình, nhà mình, gia đình mình được cái này không được cái kia là cũng do mình so sánh. Nên mình hiểu được là do duyên sinh và do so sánh. Vạn vật buồn khổ là do mình tự suy tưởng ra. Tôi khổ tâm, cái tâm khổ của mình là mình tự tưởng tượng ra, là do mình so sánh người ta được. Bạn bè của mình hồi xưa học chung, giờ đứa này như vậy, đứa kia như thế kia, là mình so sánh. Nếu mà mình không học, mình không đi học, mình không học với ai hết, lớn lên mình có một mình thì mình không so sánh. Do so sánh là do gì? Quay lại giờ do si mê. Si mê là cái mình tham được như người này, được như người kia. Quay lại tiếp nữa thì do cái thức thứ bảy, do cái bản ngã của mình, nó vọng tưởng, do mình si mê. Thì mình hiểu được cái chân lý của cuộc sống, mọi thứ đều có biến chuyển, không có cái gì là cố định. Nên mình không chấp một cái gì đó, nó mãi mãi còn. Hiểu được như vậy, mình giảm đi tâm mong cầu. Chị Tiên mong cầu là 5 năm tới mình đạt được những cái việc tốt trong cái việc thiện nguyện. Mình phát nguyện, chứ không có hứa, không có thề. Mình phát nguyện thì mình vẫn đạt, vẫn mong muốn khát khao. Nhưng mà đạt hay không đạt được, mình không có đặt nặng cái vấn đề đó. Là mình thuận theo hoàn cảnh. Mục đích của học Phật là mình phá chấp, là mình không còn bảo thủ, mình không chấp vào một cái sự việc gì đó nó mãi còn. Thế thì Công giáo ăn chay có thể ăn được cá. Mục đích của người Công giáo ăn chay là gì? Là ăn ít tiền để chia cái phần đó cho người khác nên có thể ăn cá. Nên tất cả đều là quan niệm do mình đặt ra. Thì mục đích của mình tìm hiểu, mình tu tập để mình đừng có chấp vào một cái việc gì đó nó là cố định nữa. Tại vạn vật trong cuộc sống mình không tìm được một cái việc vật gì mà nó là cố định cả. Có nghĩa là nó luôn vô thường. Và hồi nãy mình nói là tâm thân của mình, cảm giác của mình và ngay cả trái đất này luôn, nó không đứng độc lập được, là vô ngã. Mình cảm nhận được vô thường và vô ngã thì mình có niết bàn. Niết bàn là an vui tự tại. Nếu mà mình còn phiền não, còn giận hờn, còn trách móc là mình ngược niết bàn, là mình sân giận. Thì mục đích tùy mỗi người khác nhau. Có thể mục đích cao hơn của những cái người tu tập là họ muốn giải thoát, họ muốn vãng sanh, họ muốn cái gì đó. Nhưng mà ở đây Khải Toàn chia sẻ là mình đừng có chấp vào một cái việc gì cả. Tại vì có chấp là có so sánh. Mình chấp nên mình so sánh tương đối, thuyết tương đối. Mình so sánh sự phổ biến. Mình không chịu chấp nhận nhân quả. Và cuối cùng là chân lý tuyệt đối, là như nói là cái Phật tánh của mình, là cái tánh bên trong. Tại sao mình dễ giận, tại sao mình dễ buồn, vui, thương, ghét, muốn, là do mình chưa tìm được cái tánh gốc của mình. Mình chưa chạm đến được nó. Hay tạm nói là nói linh hồn cũng không đúng, và nói tạng thức cũng chưa hẳn là đúng. Đó là những trạng thái để diễn thôi, để diễn đạt thôi. Thế thì ở đây là trong kinh Hoa Nghiêm có một cái câu là tinh thần ngón tay chỉ mặt trăng. Những gì mình chia sẻ là cho cả nhà cảm nhận được. Nó không nằm ở trong đây. Ngón tay chỉ mặt trăng, mặt trăng không nằm trên đầu ngón tay, mà hướng về ngón tay ta thấy được mặt trăng. Đây là một cái câu rất là nổi tiếng trong kinh. Những gì mình diễn giải là cho mình cảm nhận, mình tư duy, mình ngộ ra mình đang đi tìm về cái gì. Chứ nó không hẳn là nó nằm trong này. Ví dụ mình nói là phải thiền đi, không thiền là không thể nào mà thanh tịnh được, là mình chấp vô thiền. Thậm chí cuối cùng là mình không chấp vô kinh luôn. Chấp và buông xả là mình xả trong đây, mình không xả bên ngoài. Vẫn làm ăn kiếm tiền, nói tu tập làm thiện nguyện, làm gì làm chứ cũng phải làm ăn kiếm tiền, phải nuôi thân, phải dưỡng thân. Có nghĩa là
Đừng để phiền não, đừng để chấp ngã trong tâm, sự thì vẫn làm. Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng giải là nếu mà mọi người bỏ hết công ăn việc làm thì đó là mọi người chấp ở sự. Hay là pháp không, pháp sư Tịnh Không nói là nếu mà bỏ công ăn, một người đặt câu hỏi là bỏ hết công ăn việc làm đi lên núi để tu, thế thì bây giờ bỏ hết công ăn việc làm thì không kiếm được tiền trang trải cho cái sinh hoạt đó thì ngài nói là anh đang chấp ở sự, ở lý, anh đang bỏ ở sự. Có nghĩa là bỏ công ăn việc làm là bỏ ở sự, chấp ở lý là còn lo nghĩ về tiền bạc. Thế thì phải làm ngược lại là không lo nghĩ về tiền bạc, sự việc vẫn làm ăn kiếm tiền, vẫn chăm sóc bản thân, vẫn hoàn thành cái trách nhiệm. Mình đang có gia đình thì mình phải làm tròn cái gia đình của mình. Mình đang có công việc thì mình phải làm tròn cái công việc của mình. Thì mục đích cuối cùng ở đây là mình nên đừng nên để phiền não hoặc là những cái bảo thủ trong tâm của mình, ít nhất là đừng có để nó lâu. Mục đích nấc thang đầu tiên là không thấy lỗi của người. Còn các nấc thang tiếp theo thì tùy cả nhà cảm nhận là mình như thế nào. Trang cuối là một vòng tròn trống, tùy mỗi người cảm nhận như thế nào. Có nghĩa là vạn vật nó vốn là như vậy, do mình so sánh, do mình phân biệt thôi, chứ nó không có phân biệt gì cả. Ví dụ là cái thấy của mình, mỗi người cảm nhận về thiền khác nhau, mỗi người cảm nhận về cái bức ảnh con rồng này khác nhau. Thế thì tất cả vạn vật nó vốn như vậy, mình phân biệt nó đẹp, nó xấu, tốt hay sao đó là do mình. Thế thì mình nên chuyển tâm mình sang một cái góc nhìn là tâm mình có Phật thì mình nhìn ai cũng là Phật. Tâm mình thanh tịnh rồi, tốt rồi, mình nhìn ai cũng tốt hết. Mình tập đến cái giai đoạn đó, tự nhiên, xin lỗi, cầu tiền tài không khó, cầu trí tuệ và cầu tâm thanh tịnh mới khó. Muốn tiền tài, tập mở lòng, tập bố thí 3 năm là đạt được. Dĩ nhiên là mình không phải thành tỷ phú rồi, nhưng mà ít nhất là mình sẽ dễ hơn trước kia. Trước kia mình kiếm tiền khó khăn mà mình đau khổ vì tiền. Thế thì cầu tiền tài là một phần, cầu trí tuệ, cầu sức khỏe mới khó hơn. Muốn vãng sanh, cầu A-di-đà Phật. Muốn cầu A-di-đà Phật thì mình phải tin lý và tin sự. Mình tin là mình tin có cõi Tây Phương Cực Lạc, mình tin có Phật A-di-đà. Mình cầu, mình tin cả hai, và mình phải làm cho mình là người thiện. Tại vì mình không phải là người thiện mà mình vào về cái nơi thiện thì sao? Mình bị trục xuất về. Thế thì cầu A-di-đà Phật, mình trong mình có cái Phật tánh, mình có thể cầu, cầu bên trong hay cầu bên ngoài gì chăng nữa. Mình nên hiểu là cầu trong hay cầu ngoài cần thời gian, cần lý lẽ để mình tin. Hiện giờ có nhiều người là không tin cõi cương phương Tây Cực Lạc, cũng như có nhiều người là không tin ở một cái đất quốc gia nào, một cái quốc gia nào đó. Có một cái số người là tách biệt với thế giới, mỗi nơi là một cái quốc độ. Bây giờ ở cái quốc độ của mình dễ khổ tâm, khổ thân vì gia đình, vì tiền bạc, vì con cái. Thế thì mình cứ nghĩ đi, sau này mình sẽ rời cái thân trọ này. Nhà là quán trọ của thân, thân là quán trọ của thần thức. Thế thì một ngày nào đó, một chút nữa mình sẽ rời đi nơi này thôi. Nơi này đẹp, thanh tịnh, nhưng mà mình cũng sẽ đi. Nhà của mình một đời mình cũng ở nhiều căn. Thân này rồi cũng có ngày mình rời đi. Mình muốn đi về đâu thì mình chọn cho mình một chuyến xe. Ai sẽ giúp đỡ thành tựu nhiếp thọ cho mình? Người thân không thể, tài sản danh lợi cũng không thể. Thế thì tùy cái pháp môn của mình. Với pháp môn tịnh độ thì mình cầu A Di Đà Phật để Phật tiếp nhận. Trong kinh, trong nghe thường xuyên cái giảng kinh của ngài Tịnh Không thì có rất là nhiều trường hợp biết được ngày giờ mình vãng sanh. Vãng sanh
là thoát đi cái cõi này về với cõi kia, hay là mình nói là nếu mà mình thanh tịnh là mình cũng vãng sanh, mình không còn đau khổ phiền não. Có những trường hợp biết trước ngày giờ mình ra đi, giống như là có những người nằm mơ, xong rồi vài hôm sau trong cuộc sống trải qua cái sự việc y như giấc mơ, là một trạng thái trước sau. Thì nếu mà mình tin, mình chuyển tâm qua cầu, cầu cho Phật tiếp nhận mình, tiếp dẫn mình. Bây giờ việc đầu tiên mình nên cầu bên trong của mình, cầu cho mình đừng có mê lầm, bớt tham lam, để mình thanh tịnh đã. Mình thanh tịnh mình mới tìm được ông chủ của mình, để nói với ông chủ của mình là đừng có sân giận nữa. Chứ bây giờ mình muốn giận là giận, đang làm việc mà muốn chơi là chơi, mình còn không quản được tâm tư của mình, thế thì sao là mình muốn đạt được thành tựu. Nội dung của 12 trang này, đầu tiên là nói về nghiệp, kế đến là nói về phước, phương pháp thay đổi tu sửa, và chính yếu là mình phá đi cái chấp ngã của mình. Mục đích cuối cùng của mình là giảm những điều không tốt để tăng phước. Giờ quay lại, mình cũng phải nên chấp nha. Mình nên chấp, chấp ở sự, không chấp ở lý. Chấp ở sự là mình liên tục làm cái việc đó. Không chấp ở lý là không cố định một cái sự việc nào đó nó trong đầu của mình mà làm mình phiền não. Chứ nói là chấp vẫn là phải chấp, nhưng mà mình chấp cái hướng thượng. Theo cái chia sẻ của Khánh á, là làm thế nào để mình tìm được cái phương hướng. Ít nhất trong cuộc đời mình phải có cái phương hướng, con đường, địa chỉ. Không có ngày giờ, không có địa chỉ, làm sao mình có mặt ở đây? Cũng nhiều người muốn đến đây lắm, nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội đến đây. Mình phải có cái phương hướng, mình phải có cái địa chỉ, mình mới tìm cái phương tiện. Mọi người đến đây bằng nhiều loại xe khác nhau, nhưng mà ít nhất là có địa chỉ, có con đường, có Google Maps chỉ đường để mình mới đến được đây. Nếu mà Khánh không có cái địa chỉ, Khánh không biết đường đi. Cho dù có phương tiện, phương tiện không phải ai cũng nhà cũng phải, không phải ai nhà cũng có được bàn thờ to, tượng Phật lớn. Bàn thờ tượng Phật là phương tiện ban đầu thì nên có, nhưng mà không có khả năng thì cũng đừng có chấp vào cái đó. Nếu mà mình chờ phòng thờ tượng to mình mới tu thì đến bao giờ mình mới có? Nếu mà có bàn thờ tượng to rồi mà mình thấy đẹp, mình cứ thêm đồ, thêm pháp khí là mình tu hướng ra ngoài. Phật học là nội học, hay là mình nói là tu tâm dưỡng tánh đi, cho dù người không biết Phật, không biết thiền gì đó, họ muốn tu sửa là hướng bên trong chứ không phải hướng bên ngoài. Thế thì bây giờ Khánh tìm cho Khánh một cái phương hướng, mình muốn thành tựu cái gì, mình muốn là người như thế nào, mình mới chọn địa chỉ và mình mới chọn phương tiện. Mình cứ thế mà mình đi tới, gạt đi bớt những cái có nhiều người mong muốn quá nhiều. Nếu mà một lúc đưa cho mình ba con đường, ba địa chỉ và ba chiếc xe, làm sao mà mình đi tới được? Nên một bộ kinh thôi nghe còn không xong nữa mà đòi mật tông, thiền tông, tịnh độ. Có nghĩa là mình muốn quá nhiều mà trong khi là mình sức và tâm của mình nó có giới hạn. Nên một phương hướng, một con đường. Bây giờ điều đơn giản nhất mà thực tế với Khánh nhất là Khánh mong muốn là trong vòng 3 năm tới mình nghe trọn một bộ kinh, hiểu trọn một bộ kinh nào đó. Sau khi đó Khánh nghe, Khánh đọc cái khác, Khánh đều hiểu rõ rõ. Và trong quá trình mình nghe, mình học á, là nó tiếp nhận vô mình. Trong cuộc sống mình đối đãi tự nhiên, sau thời gian đó con người mình nó khác, mọi cái cố gắng thành tựu ước mơ của mình dễ thực hiện hơn. Đó là một phương pháp rất là dễ. Học đạo, học đời là mình vẫn trao dồi kiến thức của cái công việc của mình, trao dồi kiến thức về mạng xã hội,
về quảng cáo về gì đó là học đạo, nhưng mà mình hoạch định ra cái học đạo của mình chính xác, một bộ kinh nào cho nghe trong bao lâu. Kinh Thập Thiện mà mình nghe 80 tập mà mình nghe trong vòng 3 tháng là xong 80 tập, nghe 10 lần là cũng mất gần 3 năm. Không có đơn giản. Có những cái bộ kinh là cả đời luôn mình cũng không nghe và hiểu được. Ví dụ Bát Nhã Tâm Kinh, một bộ 600 quyển. Kinh Sớ và Sao. Kinh là cái lời từ Đức Phật nói, Sớ là diễn giải lại lời trong kinh, Sao là diễn giải lại từ trong sớ. Diễn giải qua ba lớp như vậy thì sơ học của mình đọc vô mới hiểu. Còn bây giờ mình đọc thẳng vô kinh mình không hiểu, mà mình đọc sớ mình cũng không hiểu luôn, nên mình phải đọc từ sau, nên gọi là kinh sớ sau, là theo cái từ Hán Việt á. Mình nghe giảng để giảng cho mình nghe, để mình giống như là về cái phần diễn giải rồi đó, chứ mình đọc cái bộ kinh, xin lỗi, đọc Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là đọc Chú Đại Bi hiểu không, làm gì hiểu hết, trong lúc đọc mà đọc nhanh nữa làm gì quán kịp. Thế thì nghe giảng là một cái phương pháp hữu dụng nhất. Nói thêm một chữ, nói bớt một chữ cũng là thừa. Cái từ diễn giải về cái từ kinh á, hợp với lý, hợp với sự, hợp với hoàn cảnh, hợp với mọi quốc độ, được gọi là kinh. Và quan trọng là càng nghe càng đọc nhiều thì trí mình càng sáng. Một quyển sách bình thường mình nghe đọc một lần là mình không thích nữa. Còn kinh, mình càng nghe, mình càng đọc, mình càng mở cái trí tuệ mình hơn. Ví dụ mình nói là khổ nghiệp tu sửa và phước. Nếu mà mình suy tư á, mình suy tư cả tháng, cả năm nó cũng chưa hết những cái ý này. Đó là những lời trong kinh. Thế thì vì sao mình nên nghe giảng kinh? Nó giúp cho mình dễ thành tựu và thu ngắn cái thời gian tu tập của mình. Ngồi thiền không, không thành Phật. Một cái nhà sư đó mài đá, cái tổ sư lại hỏi, một nhà sư ngồi thiền, tổ sư lại hỏi ngồi thiền làm cái gì, cái nhà sư mới nói là ngồi thiền thành Phật. Thì cái vị tổ sư đó mới đem cục đá đến mài, cái người kia tâm bị loạn, âm thanh, mới hỏi vị tổ sư là tại sao ngài mài đá. Thì tổ sư mới nói là ta mài đá thành gương. Thì cái vị sư nói mài đá làm sao thành gương. Thì cái vị tổ sư này mới hỏi lại là ngồi thiền sao thành Phật. Có nghĩa là mình ngồi là thiền là giúp cho tâm mình tịnh thôi. Mình cần nghe, cần học, cần đọc sau một thời gian. Nên có một cái mục đó là cần thời gian để mình đạt được cái thành tựu. Thì bây giờ ví dụ như ước mơ trước kia của Khánh là cái gì? Thế thì mình có môi trường. Khánh nghe là pháp học, Khánh nói chuyện với người ta là pháp hành kết hợp vào. Không chấp ở lý là cái lý lẽ, là đừng để cái gì không tốt ở trong tâm của mình. Đúng rồi, đừng để trong tâm, đừng để những cái điều bất thiện bên trong suy nghĩ của mình. Tại vì nguy hiểm lắm. Mình để cái việc không tốt của người ta bên trong tâm, cái mình vô tình mình đi gặp người khác, cái mình nói ra, nó từ trong tâm nó ra cái miệng, là mình vô tình mình tạo khẩu nghiệp. Thế thì đừng để lỗi do mình chứ không phải là do bên ngoài. Người ta làm cái việc đó mình thấy xấu, đó là góc độ của mình thôi. Ác tức thiện, thiện tức ác. Hôm bữa Khải Toàn chia sẻ, con mèo nó nhảy ăn con chim bồ câu, mình thấy mình cản con mèo, thì mình đứng trên góc độ bình thường á, có lẽ là mình tốt với con chim, nhưng mà con chim bồ câu nó bay đi thì con mèo nó oán mình, sau đó con mèo nó đi tìm con khác nó ăn, cái con mà bị ăn nó biết mình đã cứu con chim bồ câu, nó sẽ oán luôn mình. Thế thì cái một cái việc làm thiện hay ác không phân biệt được. Nên cái góc độ mình nhìn của người khác, mình nói tốt hay không tốt là do mình nhìn thôi. Mà mình nhìn ra do cái nhìn phân biệt của mình.
quay lại cái thức thứ bảy trong cái tiềm thức hoặc là cái cách mình tư duy á, là những cái pháp của thế gian được mất so sánh nên mình thấy tốt xấu, thật ra ta không tốt xấu đâu. Cảm ơn cả nhà hôm nay đã dành thời gian lặn lội đường xá xa xôi, trừ chị Tiên à, đến mình gặp gỡ trò chuyện. Hy vọng cả nhà thường xuyên ngồi thiền, giúp mình thanh tịnh, sau đó thì siêng năng nghe giảng kinh, thì nghe thầy nào mình cảm thấy mến thì mình cứ nghe thôi, không nghe thì đọc. Mình thì nhĩ căn, cái nghe của mình nó lợi hơn là cái nhãn, nhưng mà không nên nghe nhiều quá, nghe nhiều loại thành nghe tạp, nên nghe 1 đến 2 bộ thôi. Nguyên 1-2 bộ mà mình nghe chưa xong nữa, mình nghe nhiều quá, đôi khi mình nghe thêm thì vẫn được. Thì khuyến khích cả nhà nghe Bước Đầu Học Phật, là cái sách của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải, giảng nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh, của cái bài kinh ngắn 260 chữ. Thì Bát Nhã Tâm Kinh thì cả nhà nghe khoảng 10 lần, 5 năm mỗi năm hoặc là 5 năm sau nghe lại nó sẽ khác. Thì đó là những cái đoạn nhỏ khoảng 1 tiếng 2 tiếng thôi. Cái thứ ba nữa là Kinh Thập Thiện. Kinh Thập Thiện thì chắc chắn thì phải nghe trên 2 đến 50 lần. Thì Kinh Thập Thiện là sách của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thể Toàn có ghi âm lại trên kênh đó. Mình có thể nghe khoảng 3 tiếng một bài, 3 tiếng. Còn muốn nghe dài thì Pháp Sư Tịnh Không là 80 tập. Mình cứ nghe tới nghe lui đi, mỗi lần nghe mình có một cái cảm nhận nó khác nhau. Hoặc thậm chí là tại sao mà nhiều người đồn đó là hiệu quả linh nghiệm của việc chép kinh, thì chép nó ghi sâu hơn nữa, mắt nhìn suy tư gặn từng chữ ra từ từ, thì nó gia tăng. Nhưng mà đối với Thể Toàn thì nghe đi nghe lại thì kinh mà nó có lợi cho mình, thì cái phương pháp là đeo tai nghe vô, nghe vừa phải, không ảnh hưởng đến ai đó. Có nhiều phương pháp, mỗi bộ kinh nó có những cái ý hay khác nhau, tùy cái khả năng và cái cảm nhận của mình, mình hiểu đến đâu mình hiểu, đừng có đặt nặng quá. Có ai nghe Bát Nhã Tâm Kinh, có ai đọc cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh chưa? Chị Tiên đọc rồi. Đó là một cái, theo Khải Toàn, một cái bài kinh dễ đọc nhất. Thì cái phương pháp mà để đọc kinh, đôi khi mình vẫn đọc, mình vẫn trì kinh vẫn được. Cái phương pháp mà dễ tụng niệm đọc kinh nhất, lên YouTube mở cái bài kinh có phổ nhạc, có chữ chạy, đọc theo. Còn mình cầm cái quyển sách mình đọc chai á, nó chán lắm, nó khó đọc lắm, so với là thầy ghi âm lại đã phổ thành nhạc và có chữ chạy cho mình rồi. Mình đọc khoảng tháng là mình thuộc, thì đó là một cái phương pháp thêm thôi. Nhưng mà thật ra là mình cũng không hiểu hết cái lý, nên nghe giảng. Rồi, cảm ơn cả nhà. Dạ. Dạ, pháp thoại là ví dụ như thầy Pháp Hòa đi, là một thầy rất là dễ mến, thì thầy cũng nói từ trong kinh ra, thầy diễn giải cái cuộc sống hàng ngày. Thế thì thầy không tập trung vào một bộ kinh nào cả, thầy chỉ nói về giảng giải những ý nghĩa trong cuộc sống đạo làm người, đó là pháp thoại. Còn nghe giảng kinh là mình tập trung nghe giảng một bộ kinh nào đó, Kinh Thập Thiện, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Duy Thức Luận. Thế thì mình tập trung vào một bộ nào đó thì mình hiểu được cái lý một cái bộ đó như thế nào. Hoặc là cả toàn đang nghe Kinh A Di Đà, mình tập trung, thì cái phương pháp tốt nhất đó là chị nên đọc qua và nghe lại, thì mình ráp lại với nhau nó xác thực hơn. Thật ra nghe pháp thoại trong giai đoạn đầu thôi, giai đoạn khoảng 1-2 năm đầu mình nghe để mình cảm nhận được cái văn tự, cái ý thôi.
Nhưng mà có nghe 10 năm đi mình cũng khó có khai mở cái trí của mình lắm. Tại vì mình bị lan man. Giống như là bây giờ chị nghe pháp thoại nhiều, cho chị hai địa chỉ và hai chiếc xe làm sao mà chị chạy cùng lúc đến được. Còn bây giờ mình chọn một địa chỉ, một chiếc xe, một con đường, mình cứ thế mà mình đi, mình sẽ đến. Dạ, Khải Thanh xin phép ạ. Về còn thêm việc nữa ạ. Dạ.